trang hòa giữa tiền, cuộc sống là mạng sống và hạnh phúc, thì cái nào là cái quý giá nhất? Đó là cái điều mà mình muốn nói lên trong phim, và mình muốn khán giả xem mọi người có một cái cảm nhận, và mọi người có một cái câu hỏi và một câu trả lời riêng cho mình. Hy vọng rằng với cái tính nghệ thuật rất là cao trong con người đạo diễn Lưu Huỳnh, cũng như là ekip làm phim sẽ mang đến cho quý vị một tác phẩm nhẹ nhàng, dễ chịu và vô cùng phù hợp. Mình xem xong có cái cảm nghĩ là đầu tiên là mình rất là thích. Cái phim nó có rất nhiều ý nghĩa. Khi xem cái bộ phim này xong thì Hà Hương thấy rằng là thực sự là đạo diễn cũng như ekip đã thực sự là cố gắng truyền tải rất nhiều những cái thông điệp có ý nghĩa đến với cả người xem. Ở đây là một bộ phim mà đáng để cho các bạn xem trong dịp Tết này. Cảm nhận khi xem bộ phim này cùng với khán giả Hà Nội thì Sang nghĩ rằng quý khán giả Hà Nội coi phim, cái điều mà làm cho người diễn viên, người nghệ sĩ tham gia trong phim rất là hạnh phúc là khi cái bộ phim hết rồi mà khán giả vẫn ngồi, vẫn coi giây phút cuối cùng. Em cảm thấy bộ phim này rất là hay và rất là sáng tạo. Sáng tạo ở chỗ là những ngôn ngữ của thần chết ý, thì người Việt, người sống trên trần gian không nghe thấy được, không hiểu được.